Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nói về cái video clip hiện tại là YouTube không mặt kiếm tiền cho những bọn mà clip không có nguồn gốc, cũng như cái giá trị giáo dục. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách để video về và lấy nguồn của video đăng lên. Rồi là mình có làm một cái kênh, hiện tại là đã được 2.500 người, nhưng mà cuối cùng bị khóa, không mặt kiếm tiền được. Nên mình sẽ nói cho các bạn về cái vụ đó, hướng dẫn cho các bạn lấy video và lấy nguồn rồi đăng lên. Hiện tại thì đối với những bạn mà đi giúp không có nguồn là sẽ không được mặt kiếm tiền, nên các bạn nhớ là đi up là bắt buộc phải có nguồn nhé. Đây, sau này mình sẽ kích vô cái kênh của mình. Đây, hiện tại là đây là kênh của mình. Bạn chọn vô tùy chỉnh kênh, và đây là số lượng người mình đăng ký nè, 2.500. Và đây là video của mình. Bạn kích vô video này. Hiện tại là những số video mà đã bị không có nguồn gốc á, mình đã số á. Bạn kích vô người đăng ký này. Đó. Bạn kích vô cây. Đó, hiện tại là toàn thế bản quyền và nguyên tắc cộng đồng là mình không bị vi phạm này. Nhưng mà kiếm tiền của mình là không được phê duyệt. Bởi vì mình làm ở video này là video review không có nguồn, nên là không được bật kiếm tiền. Cho dù đã đủ số lượng. Đó, các bạn kích vô để kê xem này. Toàn thế tài khoản hiện tại không thể tham gia kiếm tiền. À. Còn đây là cái. Nhưng mà sau ngày 21 thì mình có thể đăng ký lại. Đây là lý do của kênh của mình không được phê duyệt kiếm tiền. Mình sẽ kết xuống. Đó, có nghĩa là sử dụng lại nội dung. Đó, cái đó là gọi là re-up á. Nhưng mà không có nguồn gốc và cung cấp giá trị giáo dục, nên là không bật kiếm tiền. Còn muốn kiếm tiền thì chúng ta phải có nội dung gốc. Còn đây là những cái điều mà sẽ không được đánh giá trong tham gia kiếm tiền này. Đó, các bạn xem, đây là những cái mục không được kiếm tiền cô trọng. Tất cả 5 mục. Còn cái mẹo thì mình như chúng ta đã đọc nguyên tắc rồi. Đó, muốn kiếm tiền thì phải làm đúng video của mình, hoặc là re-up phải có nguồn. Để là mình đã đọc được số lượng, nhưng mà kiếm tiền thì không thể bật được. Rất tiếc. Giờ đây chúng ta sẽ làm lại này, vô kênh. Đây là trang tổng quan của chúng tôi. Hiện tại là số lượt xem là 180.000 người, 80 lần lượt xem. Còn người đăng ký thì 2.500 người. Đây là kênh mới của mình. Nhưng bật lên kiếm tiền thì họ báo cái nội dung gì đó. Tất cả video được tương tác xem cũng rất là đều đặn, nhưng mà rất tiếc là mình không có nội dung gốc nên không thể. Đây, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm re-up, lấy nguồn luôn để đăng lên trên kênh của mình. Đó. Kích vào bộ lọc này. Đó, nó có chữ lọc này, chúng ta phải kích vô. Đó, chọn vô. Rồi, chúng ta sẽ chọn vô giấy phép CC Moon. Giấy phép để sử dụng lại cái video đó và lấy nguồn của nó luôn. Đó, hiện ra rất nhiều. Chúng ta sẽ làm một video, kích vào một video bất kỳ. Chúng ta sẽ lấy một video ngắn này. Đó, ví dụ như người tiền sử này. Chúng ta chọn vô. Chúng ta sẽ dùng hiện tại mình tắt tiếng nhé. Các bạn thấy đó, rồi. Rồi sau đó mình sẽ kéo xuống để xem thử video này có được sử dụng hay không. Chúng ta tải xuống. Chúng ta sẽ bấm tải. Tải. Chúng ta sẽ tải video để xuống và làm re-up video đó. Trong thời gian đợi thì chúng ta sẽ nó đâu là đâu chuyện thì muốn re-up video, bất kỳ video nào cũng vậy, chúng ta phải dùng nguồn của hắn. Bạn nhớ nhé,
phải lấy nguồn, lấy nguồn mới re-up mới có tác dụng, chứ còn không có nguồn thì YouTube sẽ không bắt kiếm tiền từ nay cho trở tới. Sau khi tải về chúng ta cốt ra màn hình này. Chúng ta sẽ bắt đầu lấy nguồn này, lấy nguồn và chỉnh sửa này, kết bộ kênh của mình này, kết vào cái nút này, tải video lên này. Công khai này, chúng ta sẽ công khai, sau đó chúng ta sẽ bấm nút tải lên này, tải video này chúng ta copy ra desktop này. Rồi desktop chúng ta sẽ chọn lấy video đó vô, rồi tiến hành copy nguồn này, copy cái nguồn của video đó này, chúng ta sẽ kéo xuống. Đây là video chúng ta có thể sử dụng này, cho phép sử dụng lại, nhưng mà chúng ta lấy nguồn của họ nữa. Muốn lấy nguồn của họ, nó có hai cách, một cách là có nguồn trực tiếp trong danh mục. Còn thứ hai là chúng ta phải copy cái đường link. Chúng ta sẽ copy cho nó sẽ hiện đường link lên này. Chúng ta copy cái đường link đó. Chúng ta sẽ sao chép của cái đường link. Chúng ta sẽ bắt nó vào cái mô tả. Chúng ta sẽ bật đưa vào mô tả. Chúng ta sẽ lấy nguồn. Đây là nguồn mô tả. Dưới thì không quan trọng, chúng ta cứ ghi bất kỳ cái gì cũng được. Rồi, kết quả bản dịch thì chúng ta có dịch thì nước ngoài thì chúng ta dịch, còn không có thì thôi. Chúng ta cài đặt năng con. Sau đó chúng ta sẽ để cái giá dịch danh mục này, danh mục có giá trị giáo dục này, chúng ta phải để khác họ. Danh mục cho mọi người blog hoặc là giáo dục về sự kiện hay kịch giải trí, tin tức chính trị, vân vân. Ví dụ như hoạt hình chúng ta để giải trí này. Còn giấy phép này, chúng ta có thể để là giấy phép trùng hoặc là giấy phép tái sử dụng, giống như họ thôi. Họ có thể sử dụng video của mình và cốt nguồn của mình. Đó là những cái giá trị giáo dục. Đó. Theo như các bạn thấy thì chúng ta có thể chọn bất kỳ cái gì. Sau khi xong xuôi rồi thì tiến hành chúng ta xuất bản đem video lên. Ngày đó thì chúng ta lấy ngày hôm nay cũng được, hoặc ngày mô chúng ta. Cái giới hạn độ tuổi thì đối với những video bình luận, video có chứ cũng có trả phí hay không? Không trả tiền, không trả tiền. Rồi chúng ta tiến hành chọn xuất bản. Xuất bản không trả tiền một cái lụt không? Rồi chúng ta tiến hành xuất bản là video đó là trở thành video có giá trị sử dụng. Sau khi mình hướng dẫn cho các bạn thì các bạn nhớ làm theo cách như vậy. Muốn re-up thì phải bắt buộc lấy nguồn, chứ từ nay trở tới thì YouTube nó sẽ không bật kiếm tiền cho những bạn re-up không có nguồn, không có nội dung giá trị giáo dục. Nên các bạn nhớ làm theo hướng dẫn của mình để được kiếm tiền nhé. Còn những video trước thì chắc không thể bật kiếm tiền được, vì kênh mình mới nhất đã hiện là 2.500 người nhưng mà vẫn không bật kiếm tiền được. Chúc các bạn